cũng có thể viên mãn pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng có thể viên mãn pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh cũng có thể viên mãn trơn như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì cũng có thể viên mãn thánh đế khổ tập diệt đạo cũng có thể viên mãn tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ cũng có thể viên mãn 500 pháp môn tam ma địa, 500 pháp môn đà la ni, cũng có thể viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng có thể viên mãn 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xà, 18 pháp Phật bất cộng, cũng có thể viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng có thể viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Đại Bồ Tát ấy an trụ trong các thánh pháp vô lậu dị thục danh như thế dùng sức thần thông đi đến hằng hà xa thế giới chư phật khắp mười phương và dùng các loại y phục thức ăn uống đồ nằm thuốc thang hương hoa tràng phan bảo cái đèn đuốc kỹ nhạc và các thứ nhu yếu thượng diệu khác cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chư phật thế tôn làm lợi ích an lạc cho các hữu tình đối với người nên dùng bố thí làm lợi ích thì liền dùng bố thí mà làm lợi ích cho họ nên dùng tịnh giới làm lợi ích thì liền dùng tịnh giới mà làm lợi ích cho họ nên dùng an nhẫn làm lợi ích thì liền dùng an nhẫn mà làm lợi ích cho họ nên dùng tinh tấn làm lợi ích thì liền dùng tinh tấn mà làm lợi ích cho họ nên dùng tịnh lự làm lợi ích thì liền dùng tịnh lự mà làm lợi ích cho họ nên dùng bát nhã làm lợi ích thì liền dùng bát nhã mà làm lợi ích cho họ nên dùng các loại thiện pháp khác làm lợi ích thì liền dùng các loại thiện pháp khác mà làm lợi ích cho họ nên dùng tất cả thiện pháp thù thắng làm lợi ích thì liền dùng tất cả thiện pháp thù thắng mà làm lợi ích cho họ đại bồ tát ấy thành tựu vô lượng thiện pháp như thế tuy chịu sanh tử nhưng chẳng bị tội lỗi sanh tử làm nhiễm ô vì muốn lợi lạc cho các hữu tình nên nhiếp thọ phú quý tự tại của người trời. Do oai lực của phú quý tự tại này, có thể làm các việc lợi lạc cho hữu tình dùng bốn nhiếp pháp mà nhiếp thọ họ đại bồ tát ấy biết tất cả pháp đều không có tướng nên tuy biết quả dự lưu mà chẳng trụ quả dự lưu tuy biết quả nhất lai mà chẳng trụ quả nhất lai tuy biết quả bất hoàn mà chẳng trụ quả bất hoàn tuy biết quả a la hán mà chẳng trụ quả a la hán tuy biết quả vị độc giác mà chẳng trụ quả vị độc giác vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy như thật rõ biết tất cả Pháp rồi, vì muốn chứng đắc trí nhất thiết tướng, chẳng chung, cùng với tất cả thanh văn, độc giác.